Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT cho biết đã triển khai các trạm sử dụng công nghệ XGS-PON tại gần 60 tỉnh thành, cho phép nâng tốc độ truyền dẫn dữ liệu tối đa 10 gigabit trên giây cho cả tải lên và tải xuống trên một đường cáp quang. XGS-PON là tiêu chuẩn truyền dẫn quang học được phát triển dựa trên nền tảng của công nghệ PON. Công nghệ này giúp giải quyết bài toán chênh lệch giữa hai đường tải vốn là hạn chế của công nghệ cũ đang được sử dụng phổ biến tại Việt Nam. Theo VNPT, việc cân bằng giữa hai đường tải sẽ phù hợp với xu thế và nhu cầu của người dùng Internet khi các ứng dụng như trò chơi trực tuyến, livestream, IoT, họp online, điện toán đám mây đòi hỏi đường tải lên tốc độ cao. Tuy nhiên, đây chưa phải là tốc độ đến người dùng cuối. Thực tế, các gói cước của VNPT cho gia đình đang dừng lại ở 1 gigabit trên giây. Khi đưa vào công nghệ XGS-PON, người dùng vẫn sử dụng trên các đường truyền và thiết bị có sẵn, nhưng tốc độ thực tế được tăng cường, đồng thời giảm độ trễ, giúp ứng dụng truyền dữ liệu trực tuyến mượt mà hơn.